cao tốc Nội Bài - Lào Cai dù đã đi vào hoạt động hơn một năm nay, nhưng vẫn còn nhiều hạng mục phải bổ sung. Nhằm hoàn thiện dự án, đưa công trình khai thác hiệu quả hơn, hầu hết các nhà thầu đều đồng ý triển khai tiếp các hạng mục còn lại. Riêng nhà thầu chính tại gói A5 là Keng Nam lại từ chối không tham gia. Đây là thông tin mà Bộ Giao thông Vận tải cung cấp vào sáng nay. Do Keng Nam từ chối nên việc bổ sung các dự án tại gói thầu A5 sẽ được chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VSC giao cho nhà thầu khác. Nhà thầu được chọn phải là nhà thầu đạt chất lượng và tiến độ trong giai đoạn trước của dự án. Liên quan đến hạng mục an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, vì đây là một hạng mục rất quan trọng nên Bộ Giao thông Vận tải đề nghị ADB tách hạng mục này thành gói thầu riêng để tạo sự thống nhất trong quản lý ngay từ đầu. Đồng thời đề nghị được tiếp tục vay vốn để mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn từ Yên Bái đến Lào Cai lên thành 4 làn xe để dự án phát huy hiệu quả cao nhất.